Ngon quá các bác ạ. Bây giờ còn hai món nữa là món xúc xích này với lại món cá này, tôi đốt lửa lên đã, đốt lửa xong rồi tí mình nướng, thằng nào ăn xúc xích thằng ấy tự nướng thôi. Tôi đi làm cái que cho Tùng chất lửa đi, xong là mình tự nướng các bác nhá. Anh ăn cá, ngon lắm. Ăn thịt này. Tôi đang cầm dao đi chặt ít cây ấy các bác. Ở ngoài này nó có rất nhiều thứ có thể ăn được này, đi cắm trại này. Ví dụ như cái quả cà đắng này, các bác có thể hái hoàn toàn để các bác luộc được nhá. Hái cà đắng là luộc được này. Thêm nữa là đây là có cái quả này các bác. Quả này cực kỳ thú vị luôn, các bác có nhìn thấy không, gì đấy không? Quả bôm bốp, để tôi hái một ít tí nữa mới mang về. Quả lạc tiên đấy, cực nhiều luôn. Hay dây chùm dài này cơ mà các bác. Đấy, mình hái tí về mình đặt bàn thì ăn, thằng nào ăn thì ăn. Ui nhiều lắm. Đây tôi hái được một nắm rồi này. Trong góc này còn nhiều, chín hết rồi. Tôi hái nhá các bác nhá, xong tí tôi mang về nhá. Xong rồi tôi chặt mấy cái cây ở cái bờ sông này, bờ suối này, xong tí mình mang về mình cắm xúc xích mình nướng. Đúng lại là khu vực này đồ ăn rất là nhiều, nhưng mà anh em tôi mang nhiều đồ ăn sẵn nên tôi ít đi nhặt hái đấy. Chứ còn nếu mà không nhặt hái là không có mang đồ ăn sẵn đâu, tôi đi nhặt hết những cái này về tôi nấu ngay. Kể cả cái cây này này, cây lạc tiên này là cái quả của cái này nhá, cái lá nó luộc ăn thoải mái luôn các bác. Lá nó hơi nồng nồng một chút nhưng mà ăn được, không vấn đề gì hết nhá. Là rau luôn, là thuốc luôn đấy, thuốc an thần đấy. Như nhiều bác đi, người ta lấy cái hạt là ngọn của cái này người ta băm phơi khô xong rồi mình hãm chè uống ấy, an thần. Giống như cái nụ tam thất luôn đấy. Đây các bác ơi, tôi vừa đi chặt được 4 cái cành này để tí mình nướng xúc xích rồi. Nhưng mà có một cái này hay hơn nhiều. Ê, các bác, đây. Đi cắm trại, nãy tôi định bảo thôi không mạng, không lấy về nữa. Nhưng mà thôi, đằng nào mình cũng đi cắm trại là tôi hướng dẫn các bác luôn. Chia sẻ kinh nghiệm luôn với các bác. Là cái quả lạc tiên thì chúng ta có thể ăn trực tiếp. Đây các bác nha. Nó hơi cao để cho mình ảnh chút xuống tí. Quả lạc tiên này này các bác này, chúng ta có thể ăn trực tiếp được rồi đúng không? Cái quả này thì chỉ việc bóc ra là mút chụt phát là xong luôn. Rất là ngon, thơm. Thơm lừng luôn, đây là cái quả lạc tiên. Thế còn đối với cái quả cà đắng này thì tôi ăn nhiều rồi. Anh em trên bản suốt ngày ăn nhưng mà Tùng thì nó cũng chưa ăn lần nào cả. Nên thôi chuyến này anh em tôi cũng luộc luôn. Tùng nó đang chất bếp gần cháy rồi. Xong nồi mình có mà, chỉ việc mang ra mình rửa qua một tí xong là mình cho vào nồi mình luộc. Luộc thì các bác chỉ cần ngắt những cái quả nó non vừa phải các bác nhá, đừng quá non, cũng đừng quá già. Màu già là màu đen đấy các bác. Mình hái những quả bánh tẻ này này, nó còn đang màu xanh như này. Xong mình chỉ cần cắt cấu cái lá đi, xong là mình để nguyên cả chùm như này nhá các bác nhá. Các bác để nguyên cả chùm này các bác luộc, đừng có bẻ nó ra. Trong luộc xong ấy, thằng nào cầm ăn thằng đấy cầm cứ thế. Ông bóc ra ông ấy ăn thoải mái luôn. Nồi của tôi có sẵn hết ngày hôm nay đây rồi. Thì mình bỏ vào trong nồi xong là mình tí nó cho lên bếp củi là mình nướng luôn, luộc luôn. Cứ nướng, bếp than cũng có sẵn. Đây tôi rửa thì đã. Cho hết cái quả lạc tiên quả cà đắng vào đây các bác nhá. Xong rồi tí mình luộc ăn một tí. Đang thiếu rau, rau dớn bên kia cũng rất là nhiều luôn. Xong, một nồi cà đắng đi cắm trại. Quả lạc tiên thì bỏ lên trên bàn cho nó đẹp. Tí mình ăn. Đi cắm trại ăn hoa quả rừng để đây sẵn các bác nha. Đồ thức ăn hiện tại thì mang theo. Tủi củi thì Tùng chất bếp cũng đã cháy xong xuôi rồi. Mang son ra kia mình rửa xong mình lấy nước và mình luộc các bác nhá. Ăn thêm nữa không? Đây này. Bẻ như này nhá, bẻ những cái quả nó còn non thế này này. Các bác nhớ là cẩn thận cây này có gai nhá. Có gai nhiều lắm đấy, nên là lúc bẻ phải cẩn thận con đâm vào tay đấy. Thế thôi, bẻ thêm chùm nhỏ nhỏ này thôi. Có gai đấy, đi. Trong kia giờ bắt đầu có khói khói lên đẹp phết rồi đấy. Cái sướng của đàn ông hay của phụ nữ hay của trẻ em mà được chơi ngoài này này các bác này. Biu 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 luôn. Mấy ăn quả này bao giờ chưa? Chưa. Ngon lắm. Đắng. Đắng. Ăn được đắng không? Đắng, to với mướp đắng thì thằng nào ăn được. Nó cũng có vị đắng riêng của nó đấy. Đồ đắng trên rừng thì nó một mình nó một kiểu, mỗi loại một kiểu. Mướp đắng em ăn sống được, cái này để chi biết nào. Mướp đắng nó sống được á? Ừ. Thế thôi, được rồi, sạch rồi. Bỏ cái lá cái ra. Sạch đâu, đầy đấy. Rồi, sạch rồi. Lấy nước luôn. Cho nước vào luôn. Rồi. Thế thôi, ít thôi. Cầm nó rửa tay.
Cho ít nước đi các bác ạ, không cần nhiều đâu mà mình luộc thì nó nhanh sôi. Đấy, tầm này là xong. Là tí nữa mình có món càn luộc luôn ở ngay ngoài bãi này. Toàn bộ cái chỗ này là cái cà đây mà, với cái quả lạc tiên thì nhiều lắm. Tí nữa mình đợi bếp lên xong mình nhờ. Chả cần kê đá đâu, đặt luôn như thế này là nó khắc chín rồi mà. Đây thì tôi đặt thì các bác xem. Không có đá thì mình đặt kiểu này. Đây các bác cứ đặt cạnh này này. Quay cái quai này ra đây. Kệ nó cháy đằng kia tí nó khắc sôi thôi. Lấy cái nắp đậy vào là xong. Cà thì cứ đợi cho nó sôi đi, mình vót cái que để tí nữa mình xiên xúc xích mình nướng. Cái hộp á. Đồ ăn này nhiều mà. Hai anh em tôi thì thật với các bác là làm cái phần cắm trại này cũng chỉ mong là các bác có những cái quãng thời gian thật vui vẻ bên bạn bè, người thân, bên gia đình khi đi cắm trại. Chứ còn chúng tôi làm đấy thì việc bán thiết bị hay là cung cấp thiết bị cho các bác thì nó cũng là bắt buộc phải làm, bởi vì là làm thương mại mà không cung cấp được sản phẩm thì lấy đâu ra chi phí vận hành, lương ai trả, nuôi vợ nuôi con làm sao. Cho nên là tôi nói thật luôn, chân thành nhá, là các anh em đặt hàng của bên Hoan Cam ấy tôi rất trân trọng luôn. Có rất nhiều thương hiệu khác nhau, có rất nhiều cửa hàng to lớn khác nhau, to hơn chúng tôi rất là nhiều, nhưng mà các bác vẫn tìm đến và ủng hộ chúng tôi. Lý do thì nó cũng rất là nhiều, mỗi người một lý do, nhưng mà chúng tôi chỉ biết rằng đấy là những cái tình cảm các bác dành cho và tin tưởng thì chúng tôi cố gắng làm thật tốt. Những cái chuyến đi như thế này chúng tôi cố gắng chia sẻ thông tin, rồi review những cái sản phẩm thiết bị mình đi, có chỗ nào mà nó khi các bác đến đặt hàng, đến mua hàng, đến chơi hoặc là đặt hàng, tôi sẽ tư vấn cho các bác chính xác cái loại mà các bác cần để đi và cách dùng nó như thế nào cho nó hiệu quả nhất là chúng tôi thấy vui nhất đấy các bác ạ. Xong bốn cái que như này thôi, tí nữa mình chỉ việc xiên mình nướng thôi, xong là ai ăn thì người ấy tự nướng. Bia hết rồi à? Các bác ơi, hai anh em đang ngồi quay mấy cảnh máy bay bay này, lửa cho hạ cánh ngay chỗ này mà các bác này nói này. Lửa này đang tắt, bây giờ lửa bùng lên phát, cháy to đùng luôn vì cái khói. Thằng Tùng bảo là làm thế nào được, bảo bây giờ làm thế nào, máy bay sắp hết pin rồi, cho hạ cánh khẩn cấp ở chỗ này. Bây giờ xem cái món này của mình như nào. Đấy, sôi rồi. Xem nào. Ơi, ăn được rồi các bác ạ. Để đây một tí thôi. Đấy, máy bay vừa hết pin xong, quay mấy cảnh anh em ngồi ăn đấy, các bác nhìn thấy không? Đấy, một không gian rất là rộng mở như thế, mình ngồi mình ăn ở đây rất là thoải mái luôn. Sướng cực. Chả có lo nghĩ gì cả. Chỉ lo nghĩ mai làm sao đóng được đơn. Không có chết. Bây giờ đến món xúc xích nướng, cứ mang đi hơ lửa cạnh các bác nhá. Quả cà đắng chín rồi đấy. Để tôi mang cà đắng ra xong là mời các bác một chùm để các bác ăn, các bác xem là nó như thế nào. Lần sau mình đi có bãi nào mà có cái cà đắng thì mình hái luôn các bác nhá. Mỗi thằng hai que. Nọ tôi Tùng định bảo là mang ít rượu vang đi nhưng mà lại và thôi để Tết. Hai que rồi, mang đây nướng luôn. Tao để đâu? Kệ nó cái này thôi. Kệ thôi, cứ kệ nó cái này thôi. Tí nó khác chín nữa mà. Cái rồi các bác ơi. Này, gạn nước đi một phát là mình chén luôn. Đây rồi các bác ơi. Mùi nó hơi ngai ngái một tí các bác nhá, cái quả cà đắng này mùi nó hơi ngai ngái một tẹo rồi teo. Rồi tôi bỏ ra mâm xong là hai anh em ngồi chén với bia.
Đúng rồi, kệ đi, vào ăn đi. Mày để xa xa tí đi, không có tí nó cháy đấy. Đây, cá đắng xong xuôi rồi các bác này. Từng chùm mình không bóc nó ra ấy, thì lúc mình ăn thì mình chỉ việc mình cầm này thôi. Luộc nó, có thể các bác thích thì cứ luộc nhừ hẳn lên nhá. Tôi đây luộc vừa phải, không quá nhừ. Đắng ngon thế. Ngon chứ. Chấm cay cay ăn ngon lắm. Má heng, phải Thái gọi má heng. Mát á, hay má. 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 Má heng. Ngon lắm ạ. Xú xích chín rồi. Tùng đưa tôi cái xú xích rồi các bác. Cái này để luôn ra đi. Ui, ngon thế. Hai cái luôn. Cái này nó vàng rộp thế này rồi hả? Thôi ăn hết đi xong tí nướng tiếp. Ngon thế. Ngon. Từ nãy mình ăn toàn ăn đồ nguội, bây giờ ăn đi ăn đồ nóng này. Chính cái loại này mà hai anh em đi cứ mua cái loại to, cái xúc xích to, gặm nó mới phê. Nhưng mà phải loại như thế này. Đúng cái thằng này mà, cái loại to hơn mà. Ngon lắm. Phê. Ngon lắm. Các bác ơi, no say đồ lịch sự lịch thiệp mà bây giờ đến tiết mục. Đến tiết mục ăn cho no này, nhìn thằng Tùng này. Đua thì ra không ra đua là. Nó ăn mì tôm này. Tôi xin nó không cho. Thế còn bọn tôi còn có thịt hộp đang nướng nướng này. Chín rồi, thiếu quá đi. Thịt hộp nướng nướng này. Có tôi mang xôi theo nhưng mà xôi nó lại gạo rồi, không ăn nữa rồi. Nó sống. Đấy, thịt hộp đấy. Ngon phết. Thằng này ăn, tôi đố mày ăn được đấy, một cái đũa mày ăn thế nào được. Hai mà. Cái này phải cái đũa đâu, cái que nướng xúc xích thôi mà. Vẫn ăn được chứ. Bây giờ mình không có gì ăn thế này các bác này. Đây là đũa cải, không biết là. Thế này xôi tôi để thế này nhưng mà nó lại gạo rồi, không ăn được nữa. Ui, nhìn cái kia ăn ngon thế. Nhìn nha, nhìn nha. Không gặp được. Không gặp được. Thử thế nào. Cái đôi đũa để quên ở nhà. À, vẫn được. Quấn nè. Ăn ngon thế. Nên bây giờ trêu nó quá. Nó sặc chết. Nó sặc chết đấy các bác ạ. Để cho nó ăn đi, cho nó ăn xong đi. Thôi nhá, không trêu nhá. Trêu ăn mì tôm sặc cái chạy ra hai lỗ mũi. Chạy ra hai lỗ mũi đấy các bác ạ. Đừng có trêu. Ôi ôi. Các bác ơi, đi cắm trại để anh em vui lắm các bác, vì là nó có ai đâu, với hai thằng với nhau này. Các bác đi đông người thì có đông người, chứ còn tôi đây bỏ lều lán ra, bỏ đèn lán lều ra rồi này. Bia thì hết rồi, giờ đến tiết mục ăn mì tôm. Ôi giời, đau cả bụng. Hả? Anh em tôi ăn cơm xong, dọn dẹp xong rồi, để tôi trình diễn cho các bác một cảnh tượng chưa từng thấy trong đời tôi luôn, nhiều như thế này. Các bác nhìn thế này, bướm bướm này đẹp chưa? Nó đậu kín hết nha, này ghế này. Đây, các bác ra đây còn choáng nữa này, lều này. Úi giời, nhìn đi, tôi tắt đèn đi này. Các bác nhìn cái lều nó có giống ngụy trang không? Đấy, xung quanh lều này. Thằng Tùng đang nằm trong kia rồi. Toàn là con bướm rất là đẹp luôn đấy. Đây này. Đấy, các bác nhìn cảnh này. Ui giời, đẹp chưa? Ui giời, đằng này nữa. Nhiều thật luôn các bác ạ. Con bướm bướm đấy này. Nó cứ bay về đây thôi. Đây, bây giờ tôi quay bằng đèn cho các bác nhìn thế này. Nó là cái con bướm này. Cực kỳ nhiều. Nó đậu kín hết lều của bọn tôi luôn. Cái này nhất là cái cửa lều này. Nhìn ác liệt chưa? Khủng khiếp luôn đấy. Ghế ngồi này. Thôi ngồi đi tí uống chè này các bác nhá. Mình cứ ngồi mình động động phát nó bay hết rồi mà.
các bác ơi, bây giờ anh em tôi đang đốt lửa rất là to ở đây. Chắc là ngồi chơi đây, con bướm nó ít ra đây lắm rồi, nó tập trung hết vào lều rồi. Đêm nay ngày 16 tháng 8 âm lịch kia các bác, tức là rằm Trung Thu ngày hôm qua. Mặt trăng này các bác này, ui giời sáng choang luôn. Dưới này cái dòng suối này nhìn rõ luôn bằng mắt thường ấy. Các bác nhìn mắt này nó hơi khó. Đấy kia kìa, cái dòng suối đang chảy kìa. Các bác nhìn thấy không? Đấy, tôi với Tùng đang bảo là sông Trăng đấy, suối Trăng đấy. Đấy, giữa màn hình đấy các bác. Đây là suối đang chảy dốc rách đấy nhá các bác nhá. Vì mặt trăng đêm nay rất là sáng luôn. Cái này cơ mà, gần như là bây giờ đi bộ ở dưới này là không cần phải dùng đến đèn luôn đấy. Sáng choang, Tùng đang chụp mấy cái ảnh đẹp đẹp này. Chuẩn bị chui vào lều ngủ, nhưng mà các bác nhìn trên đỉnh lều này. Này, giữa hai cái lớp của lều đấy, lớp bên ngoài lớp áo mưa, lớp bên trong là lớp màn đấy. Này, con bướm nó vào đây hết rồi này. Các bác nhìn choáng luôn trong này, đầy hết trong này luôn. Cực kỳ nhiều. Trăng đêm nay thì rất là sáng, lều đây. Rồi tối om luôn. Nhưng mà cái máy quay này nó quay ánh sáng kém mà các bác, đây mặt trăng này này. Ok các bác, cảm giác nằm trong lều buổi đêm như thế này. Tôi thì tôi chui vào trong cái túi ngủ luôn. Tùng thì nó nằm cả đệm, cả túi ngủ. Tôi thích nằm cứng cứng một tí các bác ạ, chứ không thích nằm êm quá. Trừ khi là quá lạnh thì tôi sẽ nằm thêm cái đệm như này. Thế còn như hôm nay chúng ta trải ở dưới một cái lớp thảm rồi, trên một cái lớp vải lều này nữa thì xong rồi chui túi ngủ này nữa thoải mái. Mùa này nó không phải mùa lạnh lắm đâu. Đây các bác nhìn này này, nằm trong lều cảm giác cái này. Con bướm ở trên kia rất nhiều luôn. Ngoài này cửa sổ cứ để cho nó thoáng nhá. Mưa thì mình cứ đồng mình mới hạ xuống, không mưa thì cứ kệ nó thế này. Thằng Tùng đang đứng phía này. Mày sang đằng bên kia nhá. Chui đằng kia nhá. Cái mái Tùng ơi, rửa cái mái lên, soi vào cái ngoài kia, soi cái ghế, đứng ra hẳn ra ngoài. Đấy, tất cả những cái mái chúng ta hạ lên thế này các bác này. Thì tối những cái đồ chúng ta bỏ dưới này thì có xương. Các bác nhớ là đi rất nhiều xương nhá. Thì mình để vào thế này thì xương nó không bị ướt. Những cái đồ của chúng ta, những cái bao của tôi, chân máy ảnh thứ tôi để hết vào dưới cái mái của cái lều này. Thế là xong luôn. Thôi chúc các bác ngủ ngon. Ngủ thôi, ngủ lều, sướng lắm. Chim kêu, ếch kêu, dế kêu ở ngoài kia đầy luôn. Sáng mai chúng ta gặp lại gặp nhau các bác nhá. Giờ thì một phát ngủ đến sáng luôn đây. Gối đi gối. Gối hơi tôi mang đi đây này. Giải thêm một cái lớp gối, lớp vải lên trên này nữa. Cái áo ấy, cái quần của chúng ta ấy thì là nằm nó êm hơn. Đường này, đi đường này không được đâu. Đường nào cũng thế mà mày. Không, đường này nhiều lắm. Đấy thì mới chui lên này. Đây thằng này anh chui vào đây rồi. Ngủ thôi các bác ơi, đèn đó mang hết vào trong lều nhá. Cái có cái đèn ngủ thì nó nào nó cũng sáng trong lều này, sướng lắm. Mà nhìn lều ban đêm mình có chụp ảnh thì nó cũng đẹp các bạn. Chúc các bác ngủ ngon.